origami easy flower material. Bây giờ là bao nhiêu này? Bây giờ bao nhiêu? Thứ năm,
그래요. 안녕. 안녕. 뒤집어볼까? 한번 해보자. 해결해줘. 뒤에 마셔. 아, 너 여기. 자, 봐. hôm nay mình ôn lại mấy cái bài cái đoạn mà em gửi làm em viết cho cái quyển mới ấy. Cái đoạn mấy cái đoạn trước hôm trước chị gửi cho em ấy. Ừ, mình nói luôn nhá, chờ thì em share. Bắt đầu từ đầu. Nhẩm lại đó. Đây là đã, mình có sang, mình có chưa sự. Mãi cái của bạn này. Mãi của ma mà tọ không, mình chỉ cần là tọ chính sự thôi. Mình có miến lính.
nhà anh lính. Đây là tuổi ít nữa có là nhà anh lính xẻo. Nhà anh lính xẻo tập thái phụ. À, mình nói đó là sấy tàu xì hoa phần thứ sữa. Nhà anh lính xẻo. À, rồi, rồi, em đọc lại rồi này. Đây là sáng thứ bảy, 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 thứ 还别的，它是粉红色的，又好看又可爱，年龄小的孩子谁都喜欢粉红色。哦，听这个音。裙子，嗯。对，对，对。我妈妈买那条裙子。Chợ mà mẹ tôi mua cái váy đó. Rồi. Rồi. Là, mình bảo là mình được khó mình được là. Sư phận đứng xưa tỏ. ，他喜欢穿裙子还是穿裤子？啊，那以前，他年龄小的时候，他喜欢穿什么？以前，啊，这个还这。他年龄小的时候，啊，他喜欢穿什么？好，穿裙子，他的裙子，是你买的还是你妈妈买的？好，那这条裙子是谁买的？这条裙子是谁买的？
好，那你妈妈是什么时候买的？什么时候？好，你觉得这条裙子怎么样？你女孩不喜欢颜色深的裙子吗？那她喜欢什么颜色的裙子呢？粉红色的裙子，但是你妈妈买了，那你怎么办？你妈妈买了，那穆总，而且你女孩不喜欢，那你怎么办？con gái không thích thì bạn đã làm như nào? Tìm một bạn đã làm như thế nào? Hoặc là mình có thể là tìm một chỉ chế. Nếu mà mình cũng từng đi học rồi thì mình có tìm một chỉ chế. Tìm một bạn là làm thế nào? Việc này như thế nào? Chuyện này giải quyết như thế nào? Tìm một bạn thì nó khổng hơn những cái chuyện cũng trong cuộc sống hơn. Tìm 是我的，对，你觉得你买的裙子怎么样？你为什么知道你女孩一定喜欢那条裙子？年龄小，谁都喜欢粉红色，对，都，你认识？你刚做的事，không, 你刚做的事，chuyện mà bạn vừa làm, thì sẽ là 你刚做的事。Vậy là chỉ là chuyện nhỏ thì sẽ có là chỉ là, chỉ sự xảy sự, đúng.对，但是对我来说，
这是怎么样的诗？非常大，非常大的诗，非常大的，哦。好，这两名来宾，来这两名。好，你控制不了，控制不了。你接不接受？好吧，再给你问你。解决，对。对。对。什么？你没说什么？没说什么？对。方法挑战的，不知道的，挑战美国的时间。这段时间。这段时间。你不用我，你不用。你不用上班了。啊，哪天都上班晚。对，你知道我们公司几点上班吗？那别过来，明别过去，别过去。如果牛皮，如果是一只。早一点，反正就这样。就在家吧。对，对你来说，你刚做的事只是小事，但是对我来说，这是非常大的事。你接不接受解决这件事，或者同意，或者不同意？你没说什么。这段时间你不用上班了，哪天都上班晚。你知不知道我们公司几点上班？下一次不注意。如果下一次不注意，上班早一点，就在家吧。有，先出这个来，听见吗？你刚做的事，对。非常大，对。那你有
Vậy在家吧，好。嗯，我听说，今天你上班晚安，对不对？今天你几点上班？ 8点半上班。 那你们公司几点上班？ 7点半上班了，所以你上班晚了。好，那你来，你到公司的时候，老板跟你说什么？我到公司，到公司，到公司。 还是什么呢？这段时间。 我不用上班了。对，好，OK， 明天来给他办。 躺在床上，对，越来越差，对。 上个月，他只，对，白宁，324。
对。昨天他在他可能没别了。昨天他躺在床上。啊，放你给他来了。他在躺在床上玩什么？玩手机。对。跟他说。你是雷主，你是雷主的，别跑不过。跟多几个人一起玩啊！啊，去哪去？还去考个国专没？会变无咩老人？去哪去？还去考？啊，没得主，没不主，主不得你的。别弄了，你的学习成绩。什么时候？什么？没脱了是吧？让，哼，不让，让，让谁担心？khiến bố mẹ lo lắng không được là à mình nói là đang nỉ ba mẹ ta xin à đang nỉ phụ mẫu ta xin à đang à từ từ nhá đầu tiên mình có câu là khiến bố mẹ lo lắng mình sẽ gì cả tính trước khiến bố mẹ lo lắng rang không quay sấy tan xin là lo lắng cho ai còn làm ai lo lắng thì phải nói là rang sấy tan xin đó khiến ai lo lắng khiến ai lo lắng làm ai lo lắng à, ba mẹ đang xin hả hay là thôi à mới thôi khiến bố mẹ lo lắng thì là trái 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 phú ra mới không khiến bố mẹ lo lắng mới không khiến bố mẹ lo lắng à. Rồi và câu này thì có là rồi trái cú ra thành tích học tập tháng trước của con thì mình phải có là
你上个月的学习成绩，你上个月的学习成绩。你上个月的学习成绩。对。我不能开心的。希望的成绩học tập tháng này sẽ tốt hơn thành tích học tập tháng trước thì mình sẽ nói như nào?你这个月的学习成绩比上个月的你这个月的学习成绩比上个月的你呢多好你们才过来你才过来好多对的来多少钱你给围上上面中等上个月的学习成绩你们可以某感觉学习成绩的感受来谁来对好没错那chị có cái đoạn sau đúng không? Cái đoạn thứ 4 đấy. Chị tự nói qua lại đoạn này em biết cái đoạn gần giống cái đoạn 3 để chị làm thử một đoạn lại.
Thứ 9 và ok nhá, đi từ đoạn 4 chú thai khảo và sĩ quan对。晚早饭，你们吃完早饭。和我们家人也行。对。对。对。常常跟我说。对对你一杯你跟他说你一杯啊你喝一杯又你又不又啊，对，你喝一杯又喝一杯。这件事，这样，这样，这样是不行啊，不行，不能没有不行，对。
我不听他说的话。他说的话。对。对。少住医院。对。我喝太多咖啡了。对，我的肚子现在很差。No. 不烦。No.等待才算给你，你刚才让他从今天开始，对，我不能，哎，等多你明天记得在，我不能再喝咖啡了。在呢，冷不冷？对。对。我不能在医院，不能回家了。好，对，记得我给拜拜的，上把给水通地进来。好，对，就是都得我拜拜了，就是我通地来接给我的。对。I hope you guys enjoy my video. Well, okay. Don't forget to follow and subscribe to my channel. Yeah. Well, well. Okay. Oh no. Tôi phải làm lại và tôi phải thay khoản. Phải rồi. Có điện thoại chúng ta nó tự động quay bây giờ. Tôi phải làm lại. Thank you for supporting me. Thank you for supporting me.Bye.